Cát Tường xin chào đón quý vị và chúng ta đang đến với chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Hạnh Phúc Ở Đâu là một cái câu hỏi mà người làm chương trình giống như Cát Tường cùng với những vị khách mời khi mà tham gia chương trình đều hay bàn thảo. Rồi mỗi người lại đưa ra một cái ý kiến riêng của mình, bởi vì hạnh phúc đôi lúc nó thật là đơn giản nhưng mà nó cũng rất là khó đó thưa quý vị. Và ngày hôm nay để chúng ta xem một cái người phụ nữ rất là tuyệt vời, một người bạn rất là thân của Cát Tường, bạn ấy sẽ trả lời câu hỏi này như thế nào quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ nữ nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy. Chào Thúy. Anh Thúy xin được chào một người bạn rất là thân, nữ nghệ sĩ ưu tú, diễn viên, ca sĩ, thôi được rồi, MC được rồi, được rồi, được rồi. Và xin chào quý vị khán giả của chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu. Thưa quý vị, thấy cái màn chào đầu là biết hai đứa tôi rất là thân với nhau rồi, nhưng mà thật sự vẫn có những cái điều mà của người bạn thân của mình nhưng mà mình cũng chưa có khám phá được hết. Bởi vì mọi người cũng biết là những người hoạt động nghệ thuật á, thì nhiều khi thân với nhau nhưng mà khi gặp á, thì mình toàn là tám những chuyện liên quan đến nghề, rồi những cái vai diễn, hoặc là vui nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng mà đôi lúc những cái chuyện riêng tư, những cái chuyện cá nhân thì đó là một cái sự tế nhị, đôi lúc cũng chưa hẳn đã chia sẻ cùng nhau. Vậy thôi, ngày hôm nay cái vai trò là mình là người gọi là hỏi, bạn là người trả lời, thì hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay sẽ hiểu hơn nhiều về người bạn thân của mình. Trước tiên là tôi tức, thưa quý vị, tôi tức lắm, mỗi lần nhắc tới Hạnh Thúy là tôi tức, tại vì á Hạnh Thúy luôn luôn được quý khán giả yêu thương bởi vì những cái vai diễn cô ấy đóng á toàn là những cái vai mà nghèo khổ, rồi bị hại, rồi kiểu giống như là nó lao động vất vả. Đúng rồi, tại vì biết sao, Thúy rất là lợi thế về những cái vai khổ, người ta nói là khổ từ trong tâm khổ ra, phải không? Ừ, nghèo từ trong tế bào nghèo ra đó. Cho nên là tôi tức lắm, tôi lúc nào cũng bị khán giả ghét, toàn đóng những vai giật chồng, rồi chủ nợ, rồi đánh ghen. Tôi ao ước, tôi thèm khát được một cái vai diễn mà có chiều sâu như Thúy á, là để làm sao mà khán giả coi mà trời ơi thương nhỏ này quá, mà tôi chưa bao giờ có được cái vai như vậy. Thật ra Tường phải biết là ở cái thời điểm mà Tường đóng những vai đánh đá, rồi mạnh mẽ, rồi sắc sảo các kiểu, thì Thúy lại rất là thèm. Trời, ủa vậy hả? Ủa gì mình được đẹp vậy ta? Ước gì mình được thay đổi cái con người bản thân của mình. Thúy nghĩ rằng là người nghệ sĩ là luôn luôn mong muốn một cái điều gì đó mới mẻ để làm mới bản thân mình cho những cái nhân vật, cho những vai diễn, là cái mà không ai tránh khỏi cả. Thúy cũng muốn cái điều ngược lại. Qua điều đó để thấy rằng là coi như đứng núi này trong núi nọ quý vị, người ta không bao giờ bằng lòng với cái mình có, thấy không? Cái Tường được thì Tường lại khát khao cái của Thúy, mà cái của Thúy được lại muốn khát khao cái của mình. Nó nói hạnh phúc nó phức tạp lắm thôi quý vị. Như vậy thì Thúy có được thỏa mãn ở những cái vai diễn nào mà Thúy cảm thấy là nó gai góc, nó là phản diện chưa, hay là toàn là những cái vai chính diện không? Thật ra mà nói thì vai phản diện Thúy cũng đã đóng rồi. Trước đó mọi người biết đến Thúy là vai hài chứ không phải là những vai lam lũ hiền lành chịu khó đâu. Nhưng mà về sau cảm giác là có vẻ như mặt mình, như Thúy nói là khổ từ trong tâm khổ ra hay sao á, cho nên nhiều người hay mặn mòi với cái việc là mời vô những cái vai mà lam lũ chịu khó khổ. Vai phản diện cũng đã đóng nhiều, nhưng mà gần đây nhất có lẽ là cái vai mà gọi là Thúy nói là kỷ lục trong cái đời làm nghề của mình là ăn chửi nhiều nhất. Ví dụ có những cái giai đoạn mà phim phát sóng mà cái tỷ lệ chửi bà dì Tư Diệu ở trong phim Thương Con Cá Rô Đồng đó là đến 90%. Tức là comment kéo từ trên xuống dưới là chửi không. Cảm giác của bạn như thế nào khi được ăn chửi? Mới được ăn chửi cũng khá là bỡ ngỡ. Nhưng mà sau đó rồi Thúy cảm giác rằng là mình có một chút vui, là tại vì thật sự là mọi người đều phản ứng rất rất đúng với cái mong muốn của mọi người, nghĩa là đây là một nhân vật mà gọi là tạo kịch tính cho phim, ác và vô tâm và ích kỷ thì ăn chửi là đương nhiên. Chứ thí dụ như một cái vai ác như vậy mà khen là trời cô này đáng thương quá, dịu dàng quá hay gì đó, thì tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ là cái hiệu quả của cái việc mình làm nó đã khác. Thành ra là ăn chửi nhưng mà vẫn vui. Ăn chửi mà vẫn vui. Nhưng nếu để cho bạn chọn được ăn khen và ăn chửi, bạn sẽ chọn cái gì? Vừa ăn khen vừa ăn chửi. Bạn tham quá bạn thấy thôi. Nhưng mà bạn thấy cái thể loại vai diễn nào thì nó sẽ làm khó mình hơn? Hiện nay á, Thúy đang cảm giác rằng là một cái vai nó hoàn toàn khác biệt. Chính vì nó khác biệt cho nên bản thân mình chưa có định hình được nó là nhân vật như thế nào. Nhưng mà kiểu như là nhân vật mà hiện nay một chiều á, ví dụ như đó, bà này là coi như là rất là ác, vì thực ra ác không phải là vì bản chất ác mà là vì cái sự vô tâm, vì thiếu hiểu biết. Thì những cái nhân vật như này Thúy đang cảm giác rằng là mình đang cũng khá là thuận lợi khi hóa thân vào nó. Bởi vì những cái nhân vật này mình thấy trong cuộc đời của mình nhiều, trong cái cuộc sống mình gặp họ, cho nên là mình rút tỉa những cái kinh nghiệm đó. Thúy nghiệm của nhân vật đa chiều, rất lạ, chẳng hạn như yêu cầu về võ thuật cao, một cái kỹ năng gì đó đặc biệt, thì từ đó giờ thực sự mình nói mình chưa có một cái nhân vật nào mà bắt mình phải
có một kỹ năng gì đó gọi là tuyệt đỉnh cung phu thì chưa? À, có nghĩa là vẫn còn khao khát được những... Mà có muốn không? Có muốn khao muốn khát chứ. À, vậy hả? Tôi nghĩ vậy nè, không phải chỉ riêng tụi mình đâu Tường, mà bất cứ ai trong cuộc sống họ cũng sẽ khao khát. Bởi vì cái khao khát nó sẽ giúp họ phấn đấu và giúp họ đạt thành được cái hạnh phúc, và họ biết quý trọng cái hạnh phúc nếu như họ có. Tôi nghĩ rằng quý vị khán giả cũng giống như Thúy hay Tường thôi. Nghĩa là hôm nay mình sẽ có một thì mình sẽ muốn được hai, hai sẽ được ba. Và chính vì cái điều đó làm động lực để chúng ta tìm đến hạnh phúc, và đến một lúc nào đó chúng ta sẽ trả lời được hạnh phúc đang ở đâu và hạnh phúc như thế nào. Mình nghĩ theo hướng tích cực là nói chung mình sống mình phải phấn đấu để hướng lên phía trên. Còn nếu mình nghĩ tiêu cực là mình thấy con người lòng tham vô đáy, cứ như là cỡ nào cũng không thỏa mãn hết trơn á. Như vậy thì đã từng tham gia nhiều cái dòng, cái loại, thể loại vai diễn khác nhau. Như vậy thì cái chất liệu để mà Thúy lấy để mà bỏ vào trong những cái vai diễn của mình thì nó từ đâu? Có thể là từ đây. Là từ đây, trời ơi. Là một cái nguồn cảm hứng tưởng đâu một... khi nào muốn ác thì nhìn qua đây chứ. Biết đâu đó. Tại vì mọi người đều biết là Tường là một người rất là mạnh mẽ, cả trong cuộc sống, trong tình yêu, trong mọi thứ, về cách hành xử nữa. Thì tôi nghĩ là Tường có thể cũng là một cái nguồn cảm xúc, một nguồn cảm hứng để Thúy tìm nếu như sẽ gặp một cái nhân vật gần giống như vậy. Thật ra Thúy tìm cái nhân vật của mình từ những cái điều rất là quen. Ví dụ như một người nào đó Thúy gặp trong cuộc sống gần đây hoặc đã lâu. Và thường Thúy hay có thói quen là thí dụ như giữa rất là đông người thì mọi người sẽ thấy Thúy hay đứng nhìn. Và rất nhiều bạn cứ hỏi là nhìn gì á? Thì nhìn vậy thôi. Nhìn trong có vẻ là không có nhìn gì cả, nhưng thật ra là mình đang nhìn một người nào đó có một cái nét nào đó. Và mỗi khi có một cái nhân vật gần quen thì mình sẽ bắt cái nét đó để mình đưa vào trong cái nhân vật của mình. Thành ra là hiện nay nếu mà hỏi chất liệu của Thúy từ đâu thì Thúy nghĩ rằng từ trong cuộc sống. Dĩ nhiên là bắt nguồn từ trong kịch bản, nhưng mà Thúy sẽ tìm những cái nhân vật đó từ trong cuộc sống. Có nghĩa là người nghệ sĩ chúng tôi là phải quan sát rất là nhiều. Khi mình quan sát là mình mới tích lũy, mình giữ lại trong đầu của mình những cái ký ức đó. Và khi nào cần thì mình sẽ đem ra mình sử dụng. Như vậy có lẽ là cái môi trường để mà đóng những cái vai diễn chưa thỏa chí của bạn, cho nên bạn mới lấn sân sang làm đạo diễn, đúng không? Hay là cái nguyên nhân gì mà tự nhiên từ một cô diễn viên với rất là nhiều vai diễn mà Tường nghĩ là thời gian của Thúy cũng rất là bận rồi, nào gia đình còn công việc nữa, mà tại sao là còn đi học đạo diễn nữa, là lý do gì? Thật ra là lúc nào Thúy cũng cảm giác rằng là hôm nay mình làm được việc như ngày mai rất có thể là không ai kêu đến mình nữa, cho nên tự mình phải mở rộng cái công việc của mình ra. Lúc đầu là học diễn viên, xong rồi học đạo diễn sân khấu, xong rồi học đạo diễn điện ảnh. Thì đó. Có hai lý do để học. Một là muốn mở rộng cái lĩnh vực hoạt động của mình ra. Cái thứ hai nữa là tự bản thân Thúy muốn đi học. Tức là nếu như rảnh là lại cứ muốn đi học cái gì đó. Hay quá, sao có thể học được ta? Trong khi cô ấy vừa chồng con, rồi bao nhiêu công việc mà còn học, mà đáng như không phải học một cái bằng đạo diễn, mà học đạo diễn sân khấu xong, rồi chưa đã là học qua đạo diễn điện ảnh nữa. Cho nên là mẹ Tường la hoài, nói là con á là coi như xài vốn tự có không à. Có nghĩa là trời cho nhiêu xài hết nhiêu rồi. Rồi mẹ không biết mai mốt con xài hết cái đó rồi con lấy gì con xài. Không, nhưng mà thật sự mà nói là Tường đang rất là thành công. Và Tường đang có một, mặc dù gọi là vốn tự có, nhưng cái nguồn vốn tự có của Tường nó dồi dào lắm. Bạn có thể làm được rất nhiều thứ mà Thúy không làm được. Chẳng hạn như Thúy không bài hát được. Bản thân cũng đã là MC rồi, nhưng mà Thúy nghĩ rằng là cái tần suất của mình làm không nhiều, chứng tỏ là mình làm không giỏi. Vậy thì mình phải đi mở rộng ra một cái việc khác để mình làm. Ai cũng sẽ có một cái thế mạnh gì đó để họ phát huy. Thì những cái thế mạnh của Tường hiện nay đang rất là mạnh mẽ, cho nên cô ơi cô yên tâm đi, vốn tự có này xài bền vững lắm cô. Nhưng mà mình cũng phải rất là ngưỡng mộ người bạn của mình, là tại sao cái đầu của bạn ấy vẫn có thể tiếp nhận những cái thông tin từ học. Học là tuyệt vời rồi quý vị, học nữa, học mãi mà. Rồi sắp tới còn định học gì nữa không? Nếu như có điều kiện Thúy vẫn đang học. Thúy vẫn muốn học nữa. Học gì nữa? Đáo học. Học thêm hoặc học lên. Trời ơi trời. Quá sợ luôn. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, trời không có phụ lòng người. Dạ. Vì bạn ấy học quá nhiều cho nên bạn ấy chắc chắn phải đạt được những cái thành tựu trong cái nghề nghiệp của mình. Thì điểm sơ qua là Thúy đã từng đoạt nữ diễn viên phụ xuất sắc trong cái phim điện ảnh là Sống Trong Sợ Hãi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, đúng không? Rồi cái chuyện đó là riêng rồi. Rồi kịch thì tại vì bạn ấy học tới hai cái đạo diễn cho nên Tường phải kể đến hai cái thành tựu của Thúy. Cái thành tựu thứ hai đó là cái vở kịch Dòng Nhớ, đó là do Thúy vừa sáng tác vừa làm đạo diễn luôn. Và cái đó thì phóng tác từ truyện ngắn cùng tên của tác giả Nguyễn Ngọc Tư, đã đoạt 7 cái giải thưởng. Thúy nghĩ như thế nào về những cái thành công mà mình đã đạt được?
bản thân Thúy nghĩ mình là người làm được việc bởi vì mình có cố gắng, chứ còn mình không có giỏi. Tại vì Thúy nghĩ rằng là có nhiều người họ giỏi hơn mình nhưng mà họ không khoe. Chẳng hạn như những cái người bạn đồng trang lứa với Thúy, chẳng hạn như là Hồng Ánh hay là trên chút xíu là chị Mỹ Duyên, thì họ cũng cực kỳ giỏi và họ giỏi lắm 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 luôn. Cát Tường cũng luôn người rất là giỏi và Thúy chỉ ngồi là ngưỡng mộ thôi. Những cái mà giải thưởng Thúy có thì Thúy nghĩ rằng là mình may mắn rất là nhiều. May mắn ở cái thời điểm đó, may mắn mình được anh chị em bạn bè hỗ trợ, ủng hộ và thương. Chứ còn nếu một mình Thúy thì chắc chắn là những giải thưởng đó không có được và cũng không làm được những công việc như vậy. Những cái thành tựu như vậy kể ra không phải ai cũng có được, nhưng mà có vẻ như là bạn chưa hài lòng về những cái kết quả của mình đúng không? Không bao giờ hài lòng. Tại vì Thúy nhìn lên thì Thúy lại mặc cảm. Luôn luôn là mặc cảm. Thật ra mà nói nha, Thúy là một người học được chứ bộ. Tốt nghiệp diễn viên cũng loại giỏi, đạo diễn điện ảnh loại giỏi, đạo diễn thì đó, sân khấu loại giỏi. Tốt nghiệp loại giỏi không? Nhưng mà ra đời thì mình đang cảm giác là mình ở mức trung bình khá. Cho nên là Thúy luôn luôn cho rằng là mình phải cố gắng hơn nữa, cố gắng hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Mà chỉ có điều rằng là không biết tại sao đến giờ này mình chưa có được như mình muốn. Thúy nghĩ ở đây nó không phải là cái sự thành công về mặt danh tiếng hay tiền bạc, nó là tác phẩm. Thì Thúy nghĩ là có thể trong giai đoạn này Thúy chưa có đủ thời gian để dành cho những cái tác phẩm. Cho nên phấn đấu, mong muốn, khao khát là cái gì đó mà mình vẫn đang cố gắng để làm. Bây giờ là chưa thỏa lòng đúng không? Bạn ấy, bạn quá ôm đồm quá nhiều việc rồi. Bây giờ đó là nói điểm qua một chút xíu về nghệ thuật thôi. Điểm tới cái vấn đề về là một cái người phụ nữ của gia đình, thì đối với Tường, Thúy cũng là một người rất là tuyệt vời. Thì các Tường xin được đọc một cái lá thơ. Đây là lá thơ của người con gửi cho mẹ của mình. Khi tôi sinh ra, bác sĩ nói với mẹ rằng tôi không thể nghe và tôi có thể sẽ không bao giờ nói hay nghe được nữa. Mẹ đã rất buồn nhưng vẫn tìm cách để giúp tôi nghe. Cuối cùng mẹ tìm ra một cách, máy trợ thính. Thời điểm đó một cặp máy trợ thính có giá 75 triệu đồng và mẹ đã phải mượn tiền. Sau khi mua máy, mẹ có dạy tôi nói và kết quả là khi được 1 tuổi rưỡi, tôi đã gọi mẹ ơi. Mẹ đã khóc rất nhiều và ôm lấy tôi. Cảm ơn tất cả những gì mẹ đã làm cho tôi để đến giờ này tôi có thể nói và nghe nhờ máy trợ thính giống như những người khác. Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ rất nhiều. Đây là lá thơ của Thúy Anh, ở nhà nó tên là Xíu Muội, là một đứa bé mà cũng không có lạ gì với Tường. Thì vì thời mà hai đứa cùng đi diễn ở sân khấu 5B, lúc đó thì Xíu Muội con của Hạnh Thúy và Na Uy con của Tường là trạc tuổi nhau, mấy hai em cũng có chơi chung với nhau. Nhưng mà thật sự luôn với Thúy là ngày hôm nay Tường mới biết là con của Thúy, Xíu Muội là bị cái vấn đề là không nghe được này. Thúy có thể chia sẻ một chút xíu khi mà đọc lại cái lá thơ của con mình và cái thời khắc khi mà mình biết là con mình không có nghe được thì cái cảm giác của bạn như thế nào? Tức là cái thời điểm mà biết là con mình không nghe được thì Thúy nghĩ bà mẹ nào cũng vậy thôi. Rất là tuyệt vọng, rất là bất ngờ, rất là nhiều thứ. Mặc dù mình đã có linh cảm biết trước nhưng mà mình cũng cảm thấy là mình bất ngờ. Nhưng mà thật sự mà nói thì là lúc đó là Xíu Muội bao nhiêu? 18 tháng. Thật ra 18 tháng thì Muội bắt đầu đeo máy và 25 tháng con mới bắt đầu mới nói tiếng đầu tiên. Cái quá trình đó nó dài lắm. Nhưng mà nếu mà nói là cái người làm được thì không phải là Thúy làm được mà là con làm được. Tại vì có rất nhiều bé nó không có được sự phấn đấu và cái độ nhạy cảm của Muội. Cho nên là cho dù có đeo máy hay là cho dù có đặt ốc tai thì con cũng không đáp ứng được cái âm thanh tốt. Thì thật ra nếu mà hỏi điều kỳ diệu trong đời của mình là gì thì đó là cái sự phấn đấu của con mình. Tức là mà chưa bao giờ Tường nghe Thúy nói chuyện này luôn mà Tường cũng không hề biết luôn á. Tại vì mọi người phải hiểu rằng là đối với Thúy, con Thúy nó bình thường, đối với bản thân nó cũng bình thường. Thật ra lúc đầu thì mẹ có một cái sự gọi là tủi thân, nhưng mà chính con nó sẽ nói là bình thường, con hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Từ khi con học lớp 1 cho đến bây giờ là học năm 2 đại học, mọi thứ đều là con chủ động, con mạnh mẽ. Chứ hỏi mẹ làm gì cho con thì thật ra chắc là mẹ chỉ ở bên cạnh con là chính thôi. Có nghĩa tới bây giờ làm. Con vẫn mang máy trợ thính từ nhỏ đến lớn luôn hả? Những bé mang máy trợ thính thì chỉ có là đặt ốc tai hoặc là mang máy trợ thính đến hết đời. Khi cái lá thơ này con viết là năm nào con viết năm? Bạn viết hình như là năm 15 tuổi thì phải. Tức là bạn tham gia một cái trại hè chuyên tiếng Anh á. Và bạn viết một cái lá thư bằng tiếng Anh để tham gia dự thi trại hè. Và cái lá thư đó được là chọn là lá thư yêu thích nhất, đoạt giải nhất của trại năm đó. Nhưng mà càng ngày thì càng lớn bé càng xinh đẹp, và cảm thấy đó là cái niềm tự hào của người mẹ đúng không?
cái thời điểm mà 75 triệu thời đó là to lắm nha Thúy. Chắc lúc đó bạn cũng không có được, tại lúc đó thật sự Tường không hề có số tiền đó. Không, thật ra mà nói nha, cái số tiền 75 triệu ra đến giờ này Thúy vẫn không có. Mà lúc đó là có một cái đơn vị bán máy trợ thính, họ rất là thương và anh chị cho một cái, tức cho một cái và một cái trả góp đến tận mấy năm sau mới trả xong. Thì thật sự mà nói Thúy cảm giác rằng là có thể có vào những thời điểm mình không may mắn, nhưng mà tính ra cuộc đời mình toàn may mắn. Và cái sự yêu thương của mọi người xung quanh dành cho mình rất là lớn. Đến giờ này Thúy nói nếu như mà gọi là muội nói được, một phần là tự bản thân muội cố gắng, và cái phần rất là lớn là cái sự hỗ trợ cái cặp máy trợ thính đó của những cái vị mạnh thường quân đó dành cho muội. Và thông qua chương trình thì Thúy rất là muốn được gửi lời cảm ơn đến các anh chị Thúy đã nói cảm ơn trực tiếp hoặc chưa nói cảm ơn trực tiếp. Thì thật sự mà nói trong cái sự thành công hay là cái niềm vui của mẹ con ngày hôm nay thì luôn luôn có sự đồng hành của rất là nhiều những cái vị mạnh thường quân đã trải qua trong cuộc đời của mình. Đó có thể là gia đình, đó có thể là bạn bè, đó có thể là những người lạ hoặc quen mình gặp rất nhiều. Còn một điều nữa mà Tường cũng rất là ngưỡng mộ Hạnh Thúy và đôi lúc cũng có chút ganh tị, đó là cô ấy có một cái mái ấm gia đình, có chồng và có hai con. Cái mà thật sự là Tường định noi gương theo Thúy từ khi mà Thúy sanh con đứa thứ hai đó, là Tường cũng rất là muốn, và Tường lấy cái động lực là Thúy nó sanh được là mình sanh được. Đúng rồi. Và Tường cứ hay nói với mẹ, tại vì mẹ Tường là không cho, Tường mới nói ủa Hạnh Thúy sanh được kìa, nó sanh được là con sanh được. Mà mẹ nó mới nói là Hạnh Thúy sanh được là vì Hạnh Thúy có chồng, còn con không có chồng sao con sanh đó. Cho nên là cuối cùng đến tận giờ phút này đây là cũng như hai đứa cũng gần 45 tuổi vẫn ngồi và Tường vẫn không có gì. Thế thì trong suốt hơn 20 năm mà sống trong một cái trong gia đình với một người chồng rồi những đứa con của mình, thì cái bí quyết nào, cái cách gì để Thúy có thể giữ được lửa trong cái hôn nhân suốt 20 năm? Thật ra Tường mới không có những lúc Thúy lại thèm với Tường. Nghĩa là nhỏ này nó mạnh mẽ quá thời luôn. Nghĩa là bà này bà quá mạnh mẽ đi, bà muốn thì bà sẽ làm được, và bà cảm giác cái điều đó không đúng bà sẽ đấu tranh. Và có đôi khi là cái giống như tụi Thúy nói với Tường đúng không? Bớt mạnh mẽ lại, bớt đàn ông lại. Bản thân Thúy thì thật sự mà nói, nếu mà gọi là cái gia đình là hạnh phúc, mình không dám gọi hai chữ hạnh phúc bởi vì nó trọn, nó bự quá. Mình chỉ gọi là đến như này nó vẫn trọn vẹn một cái gia đình. Tất nhiên là trong cái quãng đó sẽ có những bất đồng, những tranh cãi, những lúc nản mà mình muốn buông. Đương mình đã từng dài trụ 20 năm, nó dài thòn luôn, làm 24 sao mà năm rồi, 23 năm rồi, đúng rồi. Thì thật sự mà nói hỏi có muốn buông không? Có. Chán không? Chán. Nản không? Nản. Nhưng mà xong rồi mình ngầm mình nghĩ lại, buông thì mình sẽ bắt cái gì? Mình nản thì mình bỏ, rồi sau đó mình lấy cái gì để mình đấu tranh hay mình gìn giữ? Rồi xong bản thân Thúy cũng không muốn một cái sự thay đổi. Và mình nghĩ rằng là ngày xưa cái người này là cái người mình muốn bắt về nuôi nhất nè, mà bây giờ mình còn nhìn nản đến như vậy thì những cái người xung quanh rõ ràng không phải là cái đối tượng lớn nhất để mình chọn. Sao lấy chồng mà nói là mùa hồi xưa muốn bắt về nuôi là sao? Nhưng mà phải có những cái lúc mà nó quá, hoặc là có vợ chồng căng thẳng mâu thuẫn với nhau thì Thúy giải quyết như thế nào, cái cách mình giải quyết cái câu chuyện im lặng cái đã. Tại vì thường Thúy không phải là người thích tranh luận. Cảm giác rằng là mình sắp nói ra những cái chữ mà nói ra câu này sướng miệng lắm nè thì Thúy sẽ im. Tại vì khi mà nói trong cơn tức giận thì sẽ gây tổn thương cho người khác. Tại vì mình khi nghe người ta nói trong câu tức giận, câu đó gây tổn thương đến mình thì mình không muốn làm lại cái điều đó. Và căn bản là Thúy rất ghét xin lỗi. Tức là nếu như mình nói ra câu sai thì sau đó chắc chắn mình phải là người xin lỗi. Cho nên nuốt cái câu đó lại để mình không phải nói cái câu xin lỗi. Cái nuốt đó cũng là một cái nghệ thuật, chứ không phải ai cũng nuốt nổi. Ví dụ như tôi không nuốt nổi đó, bây giờ tôi mới ở một mình. Nhưng mà bạn chọn cái phương án bạn im lặng thì bạn phải có cái cách để mà mình đào thải nó như thế nào chứ. Thúy sẽ giải quyết nó bằng cách là gọi là tự huyễn hoặc lấy mình á, tức nghĩa là hôm nay mình đã làm được một điều tốt là mình sẽ không gây ra một cái chuyện gì đó. Và bản thân Thúy thì Thúy rất là cô đơn, Thúy nghĩ rằng là mình rất là cô đơn, tại vì có chuyện vui cũng ít nói, chuyện buồn lại càng không bao giờ nói. Thì mình chỉ có thể giải tỏa bằng cách là những cái thời gian mình chơi với con, hoặc là lâu lâu mình cho mình một cái thời gian là mình đi đâu đó mình ngồi một mình. Thí dụ như là có những ngày mà đi quay ở đâu đó xa, và hôm đó chỉ có một phân đoạn thôi, thì Thúy sẽ cho Thúy là đi chơi, gọi là đi chơi banh xác từ sáng cho đến tối. Và coi như mình có thể chỉ ngồi một mình ở quán cà phê, mình có thể ra biển ngồi, mình có thể lên núi ngồi, mình có thể vô con ở đâu
con ở nhà vì mình đi làm mà thì sẽ tranh thủ những cái thời gian đó để mình gọi là mình cho bản thân mình. Và tất nhiên là bản thân Thúy vẫn nghĩ rằng là cái thời điểm để gọi là mình hư hỏng chưa đến, mà vẫn cứ hay nói với con là đến 60 tuổi mẹ sẽ rất hư nha. Có không? 60 tuổi lúc đó con lớn rồi, ba già rồi, mẹ sẽ có bồ, mẹ sẽ đi chơi. Nói với con vậy đó hả? Là nói với xí muội hay là ở đứa sau là bao nhiêu tuổi rồi? Đứa sau là 7 tuổi rồi. 7 tuổi rồi. Thì con vẫn nói là hy vọng là đến lúc đó mẹ có thể có bồ và hy vọng là đến lúc đó mẹ có thể đi chơi. Con các ủng hộ. Các tường cũng hy vọng tới đó Hạnh Thúy có thể làm như vậy, có thể sống với chính mình dù một khoảnh khắc dù một lần thôi. Nhưng mà như vậy thì vai trò của hai vợ chồng trong cái việc là sắp xếp để nuôi dạy con cái, mà đặc biệt là khi mà con gái lớn bắt đầu cái tuổi dậy thì không biết Thúy và chồng Thúy đã giáo dục con theo cái phương thức như thế nào? Ở nhà Thúy được cái là phân chia công việc rõ ràng. Chồng sẽ quyết định chuyện lớn, vợ quyết định chuyện nhỏ. Và ở nhà thì toàn chuyện nhỏ không, không có chuyện lớn. Nói chứ thật ra là có lẽ là Thúy hơi mạnh mẽ và chuyên quyền. Khi nói là anh cứ yên tâm, con để em dạy. Và thật sự mà nói thì Thúy dạy con nó cũng không có trọn vẹn lắm đâu. Khá là... con Thúy nó không có ngoan ngoãn, chăm chỉ, hiền dịu, nết na, công dung ngon hạnh. Mà nó sẽ mạnh mẽ như mẹ nó. Hư thân mất nết như mẹ nó. Nghĩa là mọi thứ nó chỉ ở mức vừa phải chấp nhận được. Rồi nhưng mà được cái là hai đứa nhỏ thì nó rất là tự chủ trong cuộc sống. Nghĩa là nó hiểu tất cả những việc xảy ra, hiểu việc mẹ làm. Cho nên khi nó nói là mẹ đi thì nó hiểu rằng là mẹ phải đi. Còn khi nào mẹ ở nhà thì tất cả thời gian mẹ sẽ dành cho con. Thành ra là hiện giờ mọi thứ tôi nghĩ rằng đang tạm ổn. Trừ mỗi cái đang rất buồn phiền là con mình nó không có công dung ngôn hạnh cho lắm. Nó không có nấu ăn giỏi, nó không có dọn dẹp nhà cửa. Mặc rào thôi đừng buồn cái đó làm chi, ai cũng vậy thôi hà. Có nghĩa là như con Tường cũng vậy thôi, hai đứa nó cũng trạc tuổi nhau nên nó, bây giờ con nít bây giờ nó vậy á. Với lại các bạn hay bây giờ nấu nướng cái gì dễ lắm, lên mạng sợt rồi làm lâu lâu hứng lên. Bây giờ các bạn ấy làm theo kiểu hứng lên và có cảm xúc thì các bạn ấy sẽ làm. Chứ các bạn ấy không có giống mình ngày xưa là bắt buộc phụ nữ là phải làm như vậy như kia. Nhưng mà cái thời cuộc nó thay đổi rồi, cái điều đó là mình cũng chẳng có gì buồn. Mà tất cả các bà mẹ có những con cái ở trong cái thế hệ của như con tụi mình cũng không có thấy gì là buồn đâu. Cứ tự hào với con của mình đi và cứ quan sát các bạn ấy. Đúng một cái môi trường thích hợp các bạn ấy sẽ tỏa sáng. Bản thân Thúy cũng nói về con như vậy, tức nghĩa là con không quá phải công dung ngôn hạnh, không cần phải hiền, không cần phải ngoan. Chỉ cần biết thương mình và biết đối nhân xử thế và có thể sống có ích là đủ. Nhưng mà con là con gái thì không biết là mẹ Thúy đã có về cái cách giáo dục cho con về giới tính thì mẹ dọn cái phương án dạy như thế nào? Thẳng thắn hay vòng vo hay là nó như thế nào? Ông Thúy rất là thẳng thắn trả lời những câu hỏi của con. Dĩ nhiên là có ở từng thời điểm cái câu hỏi của con mình có được trả lời đến mức độ phần trăm bao nhiêu. Nhưng mình trả lời mình nhìn thấy con thỏa mãn thì mình biết là cái nhu cầu và thắc mắc tìm tòi của con đã được đáp ứng. Và gần như Thúy chưa bao giờ từ chối câu hỏi nào của con cả. Bởi vì mình lấy kinh nghiệm từ bản thân mình hồi xưa mà khi mình hỏi hay mình thắc mắc hay là người lớn mà nói lén lén cái gì đó sau lưng mình thì mình sẽ đi tìm hiểu. Cho nên bây giờ nếu mà con hỏi thì Thúy sẽ trả lời rất là rõ ràng cho đến khi con thấy là à con hiểu rồi, con bằng lòng rồi. Dĩ nhiên là mỗi cái lứa tuổi thì con sẽ có những cái từng cấp thắc mắc khác nhau. Và lúc đó là mình sẽ phải thay đổi cái cách trả lời của mình. Nhưng mà bây giờ thật ra là xí muội đã vào cái tuổi là có thể tự quyết định hết mọi thứ rồi. Đã tuổi trưởng thành rồi. Thì có bao giờ là thẳng thắn Thúy coi như là kêu con ra và ngồi trực tiếp và giới như là giáo dục con về giới tính không? Là con chỉ được làm cái này, không được làm cái này, được cái kia, không được cái nọ không? Trong cái khuôn khổ của gia đình, có nói thẳng như vậy không? À Thúy không nói về những chuyện được hay không được. Tức là Thúy nói là những chuyện này là những chuyện lẽ ra nên làm đúng và sai theo cái quan điểm của mẹ và xã hội. Con có thể chọn đúng và con có thể chọn sai, nhưng con sẽ chịu trách nhiệm về chuyện đó. Nhưng mà có cái điều yên tâm và rất đáng buồn là đến giờ này nàng ấy vẫn ở than rằng là mẹ ơi con ế quá. Đi học đi làm mỗi một kỳ Valentine hay là lễ Tết đồ đều rất là quạnh quẽ, bảo mẹ vẫn con vẫn ế, mẹ không đứa nào để nhìn đến con cả. Thúy thì lại Thúy thích về nhà ở với hai đứa con. Có khi là cả nhà chỉ kéo nhau đi đến một cái chỗ nào đó đồng không mông quạnh, xong rồi nướng đồ ăn, xong rồi ăn uống rồi ngủ nghe tới chiều về.
hoặc là lên một cái núi hoang sơ nào đó rồi cũng lại cắm trại dã ngoại tới chiều về. Và nhu cầu đôi khi chỉ cần đến đó thôi. Đó là cái hạnh phúc gia đình mà rất nhiều người khao khát, và trong đó Tường cũng rất là khao khát. Bạn làm được điều đó bởi vì bạn có người đàn ông bên cạnh, rồi bạn có hai đứa con, có đứa con nhỏ nữa, thì bạn cần không gian như vậy. Và bạn nghĩ qua tôi đi, tôi đi với ai? Tôi với con tôi. Bây giờ con tôi nó 19 tuổi, nó đâu có muốn đi với mẹ nó như vậy nữa, đúng không? Đâm ra thì cuối cùng là giống như bây giờ con nó cũng đâu ngủ chung với mẹ nữa đâu, nó ngủ phòng riêng, mình ngủ phòng riêng. Cho nên là thời gian mình rảnh thì mình chỉ có là bạn bè thôi, chứ bây giờ con đâu muốn đi chung với mình nữa, nó khổ vậy đó quý vị ơi. Thì đó chính là ý thức cái chuyện rằng là con nó sẽ cần mình đến một cái thời điểm rất ngắn thôi, cho nên là mình ráng ở với con dài nhất có thể thôi. Như vậy thì Hạnh Thúy có cảm thấy rằng là mình đang hạnh phúc hay không, và cái giá trị hạnh phúc của bạn là ở đâu? Thúy đang cảm giác mình bằng lòng với mọi thứ mình có. Tại vì Thúy không bao giờ xài tự hạnh phúc cho mình, bởi vì hạnh phúc nó phải là không còn trăn trở gì nữa. Thúy nghĩ vậy. Bản thân mình vẫn còn trăn trở, vẫn còn thiếu thốn. Thúy nghĩ rằng mình đang im ấm, bình yên, và mình bằng lòng với cái điều đó. Tất nhiên nếu hỏi mà mình còn muốn gì nữa không, muốn rất nhiều điều như đã tâm sự với Tường. Thậm chí muốn thêm một đứa con nữa. Muốn rất là nhiều. Nữa hả? Nữa chứ. Có con là một cái niềm vui rất là lớn luôn. Cho nên là Thúy cảm thấy rằng là nếu như được mong ước, Thúy nghĩ rằng là mọi thứ cứ bình yên như vậy. Và nếu được cho mình thêm nhiều cái cơ hội để trải nghiệm, để sống, để làm việc, để phấn đấu hơn nữa là đủ. Cảm ơn Hạnh Thúy rất là nhiều đã đến chia sẻ những cái câu chuyện của mình ngày hôm nay. Và Tường hy vọng rằng với tư cách là một người làm chương trình và cũng là tư cách của một người bạn thân của Thúy, thì Tường mong rằng là những cái điều mà Thúy còn cảm thấy là còn chưa có chạm tới được thì Thúy sẽ gặt hái được những cái điều đó, ngay cả từ cuộc sống, ngay cả từ công việc, rồi sức khỏe gia đình, vân vân mọi thứ, để một ngày nào đó thì có thể là trước 60, cũng có thể là đến năm 60 tuổi, bạn ấy sẽ nói với tôi là Tường ơi, Thúy hạnh phúc quá. Tường sẽ hy vọng chờ cái câu nói đó của Thúy nha. Cảm ơn Tường rất là nhiều, và Thúy cũng xin cảm ơn quý vị khán giả chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu đã theo dõi cái cuộc trò chuyện giữa Thúy và Tường. Bản thân Thúy nói rằng có thể hôm nay mình chưa dám gọi là hạnh phúc ở một cách tuyệt đối, nhưng thật sự hạnh phúc tương đối thì mình đang có, và mình cảm giác rất biết ơn cuộc đời vì điều đó. Và Thúy xin cũng được nhắn gửi với tất cả mọi người rằng hạnh phúc giống như Tường nói, đôi khi rất gần. Nó là những cái cuộc cãi vã nhỏ nhẹ với nhau, những cái gút mắt trong cuộc sống, và sau đó mình cảm thấy rằng là mình bình yên, mình được yêu, mình được tận hưởng, mình được thành công, mình được bên cạnh những gia đình của mình. Đôi khi đó đã là hạnh phúc. Có thể không trọn vẹn, không lung linh sắc màu, nhưng làm hạnh phúc rất là lớn mà không phải ai cũng có được. Vậy thì có đôi khi mình không tìm hạnh phúc ở xa, mình hãy tìm hạnh phúc ở gần. Mình không tìm cái hạnh phúc hoàn hảo, mình hãy tìm cái hạnh phúc tương đối. Và Thúy đang hạnh phúc tương đối. Cảm ơn rất là nhiều mọi người đã nghe chia sẻ cái câu chuyện của Thúy. Rất là vui và rất là thú vị, đúng không quý vị ạ? Hy vọng rằng chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc trong những gì mà chúng ta đang có quý vị nha. Và đó cũng chính là thông điệp của chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình Hạnh Phúc Ở Đâu được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần và được phát lại vào lúc 15 giờ 35 phút chủ nhật và thứ năm của tuần kế tiếp trên kênh TTV11. Và chương trình của chúng tôi cũng sẽ được phát sóng trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Bây giờ thì Cát Tường và Hạnh Thúy xin chào và hẹn gặp lại quý vị.